Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với số tiếp theo của Vlog Hồng Tuấn. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trong hoạt động của Quốc hội, đại biểu là người dân tộc thiểu số đã phát huy được trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi riêng của mình. Góp tiếng nói tích cực, thực chất, đại diện cho hơn 14 triệu đồng bào dân tộc thiểu số trên cả nước. Trong số những đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số hiện nay thì có những người là lãnh đạo cấp cao của Đảng và chính phủ. Để biết những người này là ai, sự nghiệp và đóng góp của họ ra sao, Xin mời quý vị và các bạn cùng Vlog Hồng Tuấn đi tìm hiểu năm lãnh đạo quyền lực nhất hiện nay là người dân tộc thiểu số. Một, Người lãnh đạo phải nói đến đầu tiên là ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, một chính trị gia người dân tộc sán dỉu. Ông Đỗ Văn Chiến, sinh ngày mùng 10 tháng 11 năm 1962, quê quán ở xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Trình độ học vấn, Đại học Nông nghiệp chuyên ngành trồng trọt. Trình độ chính trị, cao cấp. Ông vào đảng ngày 13 tháng 9 năm 1986, ngày chính thức, ngày 13 tháng 9 năm 1987. Ủy viên Trung ương giữ khuyết khóa 10. Ủy viên Trung ương đảng khóa 11, 12, 13. Đại biểu Quốc hội khóa 13, 14. Từ năm 1980 đến năm 1986, ông là sinh viên trường Đại học Nông nghiệp 3 Bắc Thái. Từ năm 1986 đến năm 1988, Ông làm việc tại trường Đại học Nông nghiệp Ba Bắc Thái với vai trò là cán bộ tổng hợp, phó trưởng phòng hành chính tổng hợp. Từ năm 1988 đến năm 1993, ông công tác tại xí nghiệp nông công nghiệp trẻ Tân Trào, Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang thuộc liên hiệp các xí nghiệp trẻ Việt Nam. Tại đây, ông kinh qua các vị trí như cán bộ, trưởng phòng quản lý sản xuất kinh doanh, phó giám đốc xí nghiệp. Từ năm 1993 đến năm 2015, Ông kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao tại huyện Sơn Dương và tỉnh Tuyên Quang. Từ năm 2011, ông là ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, bí thư tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2010 đến 2015, đại biểu Quốc hội khóa 13 năm 2011 đến 2016. Từ ngày 15 tháng 2 năm 2015 đến tháng 4 năm 2016, ông là ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, ủy viên ban cán sự Đảng, thứ trưởng, phó chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Đại biểu Quốc hội khóa 13 nhiệm kỳ năm 2011 đến 2016. Từ năm 2016 đến năm 2021, ông đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng của Đảng và nhà nước: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Đại biểu Quốc hội khóa 14 nhiệm kỳ 2016 đến 2021. Từ ngày 31 tháng 3 năm 2021 đến nay, ông đảm nhiệm vị trí Bí thư Trung ương Đảng. Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019 đến 2024. Ngày 12 tháng 4 năm 2021, tại hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ tư, khóa 9 đã hiệp thương cử ông Đỗ Văn Chiến tham gia Ủy ban Đoàn chủ tịch và giữ chức chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 9, nhiệm kỳ 2019 đến 2024. Ngày 16 tháng 5, tại hội nghị Trung ương 9, khóa 13, Trung ương đã bầu đồng chí Đỗ Văn Chiến giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13. 2. Ông Hầu A Lình, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, một chính trị gia người dân tộc Mông. Ông Hầu A Lình sinh ngày 22 tháng 6 năm 1973, dân tộc Mông. Quê quán ở xã Tà Van, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Nơi ở hiện nay số 9 đường Sở Than, tổ 4, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Ông tham gia cách mạng ngày mùng 3 tháng 9 năm 1986. Ngày vào Đảng ngày 19 tháng 1 năm 1994 ngày chính thức 19 tháng 1 năm 1995. Trình độ đào tạo, giáo dục phổ thông 12 trên 12, chuyên môn nghiệp vụ đại học, học hàm, học vị thạc sĩ khoa học nông nghiệp, lý luận chính trị cao cấp. Từ tháng 8 năm 1995 đến tháng 7 năm 2000, ông là trợ lý nghiệp vụ Cục 16, Tổng Cục 2, Bộ Quốc phòng. Từ năm 2000 đến năm 2015, trong khoảng thời gian dài này, ông kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng của huyện Sapa và tỉnh Lào Cai. Ông đã đóng góp nhiều công sức của mình trong quá trình phát triển huyện Sapa và tỉnh Lào Cai. Từ tháng 10 năm 2015 đến tháng 2 năm 2016, ông là ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 11, phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo Tây Bắc. Tháng 1 năm 2018 đến tháng 9 năm 2019, ông là ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, phó bí thư đảng đoàn, phó chủ tịch, tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 8, nhiệm kỳ 2014-2019. Từ tháng 10 năm 2019 đến nay, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 9, nhiệm kỳ 2019 đến 2024. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, ông được bầu lại vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Ngày 8 tháng 4 năm 2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 14, ông được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14. 3 ông Y Thanh Hà Ca Đam Ông là một chính trị gia Việt Nam người dân tộc Ed. Ông sinh ngày 23 tháng 12 năm 1973, quê quán ở xã Iapok, e huyện Cư Mơ Ga, tỉnh Đắk Lắk. Trình độ học vấn trên đại học. Trình độ chính trị cao cấp. Trình độ chuyên môn thạc sĩ quản lý công, cử nhân kinh tế đối ngoại, cử nhân chính trị chuyên ngành công tác tổ chức. Nghề nghiệp, chức vụ, ủy viên ban chấp hành trung ương đảng, ủy viên đảng đoàn quốc hội, ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội chủ tịch hội đồng dân tộc của quốc hội chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị việt nam canada ủy viên dự khuyết trung ương đảng khóa 12, ủy viên trung ương đảng khóa 13, đại biểu quốc hội khóa 15. từ năm 1993 đến năm 2004, ông công tác tại cục hải quan đắk lắc từ năm 2005 đến năm 2008, ông chuyển công tác về Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk, được phân công là Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ. Từ năm 2008 đến năm 2019, Ông kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng của thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Từ tháng 1 năm 2021, ông là ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương. Tháng 6 năm 2021, Hội đồng bầu cử quốc gia công bố trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Tháng 7 năm 2021, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, ông được bầu giữ chức ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ tịch Hội đồng dân tộc khóa 15, chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam, Canada. 4. Bà Giàng Báo Mỉ, bí thư tỉnh Ủy Lai Châu, là một nữ chính trị gia người dân tộc Hơ Mông. Bà sinh ngày 22 tháng 12 năm 1963 tại xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Trình độ văn hóa 12 trên 12, trình độ chuyên môn, đại học ngành trinh sát, lý luận chính trị, cao cấp. Từ tháng 2 năm 1984 đến tháng 9 năm 1985, bà công tác tại phòng PX13, công an tỉnh Lai Châu. Từ tháng 10 năm 1985 đến tháng 11 năm 1991 là học viên Đại học An ninh nhân dân. Từ tháng 12 năm 1991 đến tháng 12 năm 1999 là cán bộ công an huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Từ tháng 1 năm 2000 đến tháng 8 năm 2002, bà là ủy viên ban thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch hội đồng nhân dân huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Từ tháng 9 năm 2002 đến tháng 5 năm 2004, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Từ tháng 6 năm 2004 đến tháng 1 năm 2016, bà là ủy viên ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Trong khoảng thời gian này, bà đảm nhận nhiều vị trí quan trọng của tỉnh như phó bí thư thường trực tỉnh, phó chủ tịch, chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu. Từ tháng 2 năm 2016, bà là ủy viên Trung ương Đảng khóa 12. Từ tháng 9 năm 2018 đến nay, bà là ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu. Bà Giang Páo Mỹ là một nữ chính trị gia người dân tộc Hơ Mông có trình độ và tầm nhìn sâu rộng. Với cương vị lãnh đạo cấp cao, bà đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp phát triển của tỉnh Lai Châu trong những năm gần đây. năm Ông Chổ Văn Lâm, bí thư tỉnh ủy Tuyên Quang, một chính trị gia người dân tộc Tài. Ông sinh ngày 16 tháng 4 năm 1967, dân tộc Tài. Quê quán ở xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. Ngày vào đảng, ngày 23 tháng 1 năm 1995, ngày chính thức, ngày 23 tháng 1 năm 1996. Trình độ đào tạo, giáo dục phổ thông 10 trên 10, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ sư nông nghiệp, thạc sĩ quản trị kinh doanh, lý luận chính trị, cao cấp. Từ tháng 12 năm 1992 đến tháng 1 năm 2004, ông kinh qua và giữ nhiều chức vụ quan trọng của huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang như Ủy viên Ban Thường vụ huyện đoàn, cán bộ chuyên trách huyện đoàn, Phó Chủ tịch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Na Hang. Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Bí thư, Bí thư huyện ủy Na Hang. Từ tháng 2 năm 2004 đến tháng 10 năm 2020, ông đảm nhận nhiều vị trí quan trọng của tỉnh Tuyên Quang. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bí thư Ban cán sự Đảng ủy Ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh Tuyên Quang, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Tháng 11 năm 2020, ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, khóa 13, từ tháng 1 năm 2021, Bí thư tỉnh ủy, đại biểu Quốc hội khóa 14, từ tháng 7 năm 2016. Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Tuyên Quang, Ủy viên Đảng ủy quân khu 2, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh Tuyên Quang. Từ tháng 7 năm 2021 đến nay, ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Tuyên Quang, Ủy viên Đảng ủy quân khu 2 bí thư đảng ủy quân sự tỉnh Tuyên Quang, đại biểu quốc hội khóa 15. Quý vị và các bạn vừa đi tìm hiểu 5 vị lãnh đạo cấp cao hiện nay là người dân tộc thiểu số. Chúc quý vị và các bạn có thêm những hiểu biết về các lãnh đạo cấp cao người dân tộc thiểu số của đảng và nhà nước ta. Quý vị và các bạn thấy video này hay, hãy đăng ký kênh, chia sẻ video để ủng hộ cho Vlog Hồng Tuấn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn các bạn ở những số tiếp theo.